Nhóm Ngôn Ngữ Miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn ạ. Xin chào. Hiện tại thì đại gia đình của Nhóm Ngôn Ngữ Miền Tây đang có mặt tại thành phố Long Xuyên cô chú ơi. Ngày hôm nay thì nhóm của mấy chị em tụi con cũng như là chú Hai nè, anh Nhật cùng với lại một cái bạn cũng khá là lạ trong ngày hôm nay luôn, nhưng mà sắp tới thì cũng sẽ rất là quen thuộc với kênh của chúng ta cô chú. Mình sẽ có một cái ngày rất là đặc biệt để mà chuẩn bị cho một cái buổi lễ đặc biệt sắp tới. Thì ngày hôm nay hiện tại là mấy chị em đang đứng trước một cái cửa hàng váy cưới. Bây giờ thì con mời các cô chú, anh chị và các bạn cùng với lại Cẩm nè, và rồi chị An, chị Ba cũng như là cả nhóm của con cùng vào trong để mà lựa cho Cẩm những cái chiếc váy thật là đẹp, thật là lộng lẫy trong cái ngày sắp tới nha. Bây giờ thì mình cùng nhau vào trong thôi. Dạ đúng rồi. Ông chị cái đoạn này cũng cảm ơn em nôn quá. Nay nhà em đi xuống hay đồng như vậy. Này, ở trong đây thì có rất là nhiều những cái mẫu váy cưới luôn cô chú ơi. Từ tay ngắn nè, tay dài hoặc là những cái mẫu cúp ở phía trước để mà mình tha hồ lựa chọn nha. Nhưng mà khi mà mới bước vào á chị An, là em thấy có một cái cũng khá là hợp với Cẩm. Ten 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 ten. Ở đây như ở trên lầu đó đúng không chị? Dạ đúng rồi chị. Này, ở đây có một cái rất là đẹp luôn. Trời, kim sa bọc lụa quá trời chị Ba. Chị Ba ơi. Giờ mình lưu gót cho hai đứa đi trả lời, trả lại cái khoảnh khắc. Đúng rồi. Hai giờ mình lưu gót ở đây đó. Chú gửi thấy sao chú gửi? Tôi chịu ngay từ đầu rồi. Im cái này. Bạn thấy sao mà bạn nói có đó im vậy? Thấy cái này nó vừa mắt. Vừa mắt hả? Mình thử cái này không? Mình đi vòng quanh hết đi, mình xem một vòng đi các em. Cái cài này là chung với cái nhà. Cái váy này là nó sọ thì sẽ sọ hay cho mình thì tùy theo mình chọn không thôi. Dạ. Thôi mình thử rồi, cái cài thử luôn. Ở bên đó thôi chị. Mình chọn thêm đi. Dạ. Mình chọn thêm đi, xem mẫu nào đẹp nhất. Ngày cưới của mình là lộng lẫy nhất. Chú rể lựa đồ đi. Cái này có tay. Cái đó kiểu cái đó là kiểu công chúa hả? Em thích công chúa. Thích công chúa. Thôi cái này cũng cái này che được bắp tay á em. Cái này che được bắp tay á. Cái này che được hết luôn á. Cái em xem như vậy đó thì sẽ thấy được hết toàn cái phần áo cưới. Không còn che cho phần dưới nữa. Có nặng lắm không cả? Em phải có mặt rồi em biết á. Vậy là nó việc đó là phải có nhiệm vụ phía sau thì dở giấy cho cậu nghe. Dạ. Dở váy. Giấy. Vỡ váy. Ủa dạ, sao mới là cà lông như trời. Không vỡ thì cho lớp lên gai luôn. Chớ rồi. Tiền cả đồ cái. Có tay. Em đó lắm. Em thì không thích có tay lắm. Cái này cũng được. Có tay hơi dướng á, bữa em có mặc thử là kéo khó, cái tay nó bự. Cái này cũng được. Kéo được. Cái này cũng được, nhưng mà cái tay nó được chị. Mỗi cái tay còn nhỏ. Ghen này nó sẽ có độ giãn đúng không chị? Không. Giờ cái này cái tay em cứ vô luôn chị. Sao chị? Cái đó lưới. Cái tay em hoặc vừa được không? Không, cái được không? Được. Tay vô luôn được. Sao không vô được? Cái này đúng không? Cái này không? Dạ. Chị coi em thích cái này không? Cái này. Dạ. Cái này nhưng mà thích cái này hơn. Thích cái này hơn nha. Giờ thử ba mẫu. Là em thử cái mẫu trước. Cái em thử cái đó trước. À, mình nhờ chị em thử được. Thử cái này trước. Em để cái váy cưới cho em. Lại phụ em đó đi. Để bạn tháo dễ hơn chị. Rồi, tắm tắt. Em không biết tháo. Đi qua bên kia, đi đâu qua đây vậy? Qua bên kia đứng. Người ta coi, người ta coi.
coi gì nữa tập tháng đâu có thay cái đó giống cái mắm công chúa ha, giống như vậy đó, như miệng chừng nữa là mình được lấy cái này cái canh tắm cái tùng không có đâu. Em đang hỏi cái gì? Cái mà đang canh thấy người ta hay ấy là mà treo hay treo à, cái đó treo cái đó vậy? Cái đó em hỏi bên mấy anh chụp phóng sự. Thường á là bên mấy anh chụp phóng sự là mấy anh có chuẩn bị. Kể cả móc nữa, móc có khắc tên cho anh nữa. Ủa? Cái tùng á chị? Dạ có cái tùng. Cái tùng. Dạ, thử ở đâu đi chị? Tính ra nó đâu có to lắm đâu. Nhưng mà nó cũng nặng nha. Nó nặng. Nãy giờ chỉ cứ ngộ nhận. Cái sự mà kim sa hụt lụ á chị. Đúng rồi, đúng rồi. Hậu quay giùm. Cái dương niệm lên ơi. Đây nha. Nè cái bánh nè. Con. Dạ, cái này đúng không? Cái này em đẹp. Không, cái này bé khó. Cái này là chị ấy. Cái này là con bắt á. Cái này đẹp nè. Nó cứng kép. Nó cứng lạnh dữ cái con á. Quá trời rồi. Chiếu. Không thấy đồ cũng đẹp lắm. Này là chưa có cái hộp đẹp. Cũng dễ thương đó cô. Này che này bắt tay nè. Rồi em sao hả? Đẹp lắm rồi. Đúng luôn á, mình ngóng hoa nè. Hút chưa? Dọn. Đẹp chứ. Em sao chứ ghê? Ngon nhìn sang. Em điểm lên rất đẹp. Dễ hơn chè bắt tay. Đẹp cắm, ốc đẹp. Cười. Vậy ra. Cái này đẹp mà. Với lại nó cũng treo được cái điểm đó có cái tùng đó thì nó sẽ bự như là mama cam nó bận. Dễ thương quá không? Chọn luôn hả chị? Để cái kia hai đứa. Chị chỉ có ý thôi. Sao nghe? Quan trọng là cô dâu với chú rể thôi. Cái đó mặt không dán á. Cảm tùng rác lên người bộ y cưới cho nẹt xem. Nhìn nó không có bị mập. Mập là mập chị, mập chị. Có mập là chị, em ốm mà. Sao chị nói bạn em vậy? Chị nói đâu có mập đâu. Kiểu mà đừng nói bạn em vậy nghe. Chị nói đâu có mập đâu. Không, nói chung là với chị nha, với chị thấy âm mặt vừa sen, vừa đẹp à, vừa che được cái khuyết điểm mình mắt tay của mình không. Nhưng mà khi mà bế tóc lên thì nhìn em lộng lẫy xinh đẹp hơn. Dạ. Chưa, cái này là chưa trang điểm. Góp ý thôi. Nhưng mà đặt mắt vô mắt chị là cái bừng, cái bịch, cái là thấy cái mỏ này đẹp. Dạ. Cảm ơn. Về uống cái đầu cái game không? Tôi gửi bài vậy đó. Trời ơi, nhức cái nách luôn. Rồi, tới cảm nghĩ của Diệp xem như thế nào là tối tiếng hay sao? Dạ, thấy mấy này đẹp. Dược mà đẹp. Ba em hồi nhìn. Ok. Được không vậy? Được. Để coi ý kiến của dạ đẹp, chưa đợi xíu rồi. Nha. Phụ thân quên. Phụ mẫu. Quên, chị xin lỗi. Chú hai thấy cẩm mặc cái váy này như thế nào? Đẹp không? Đẹp. Không không? Thôi mình vô mình chụp tấm hình trước được không ta? Thôi chị đợi mình chưa đẹp đâu, từ. Đừng ngu. Vậy mình thử thêm cái đó. Thử cái mẫu đó đi. Mình coi mẫu nào nhà. Đây chỉ nha chị. Cái này tôn dáng á. Ở này vô cái nhìn nó gọn cái eo á. Cái này hồi hình như nó không được hơi bằng cái hồi nãy xíu. Lại hơi cái tay hơi cứng quá. Cái phần trên đây nè. Không có tồn nhí mà cái nó to rồi. Cái này không có nhìn đẹp. Đẹp nó không có tồn chứ nó tồn nhìn đẹp. Đẹp không? Nhưng mà phần trên nó hơi to. Cái này đẹp hơn. Đúng không? Cái này là xuất sắc. Được. Cái nào cũng được hết trơn vậy. Cái nào cũng được hết trơn. Mình đó.
Ông đồ cứng lắm rồi. Cái đó là tủ đó. Cái đó là kiểu trễ vai. Cứng quá. Thử cái nữa không chị? Chị muốn cảm thử cái kia. Cái nào chị? Muốn thử nữa thì nở. Thử đi đâu có. Bé cầm cái tay này chậm chọn tới. Cái tay ngắn của em chọn nãy. Ờ cái đó đó. Dạ không có được cái tay em. Sao cái này nè hả? Hết được rồi nè. Nó to quá. Dạ không có giờ tay lên được. Cứng quá. Chưa hay gì nè. Dạ. Biết anh rất em vẫn chịu. Cái gì vậy? Được thứ hai nhưng mà nó không bằng cái thứ nhất. Thế cái nào vậy? Khó quá ta. Nhưng mà nó không bằng cái thứ nhất. Dạ. Cảm nhận là chị hơi khó không? Em cũng không biết được. Cái này thì cũng được. Cái này thì thấy chị cũng đẹp. Nhưng mà có cái là nó không có ưng như là cái đầu tiên. Cái đầu tiên đẹp thì, bây giờ mình thử cái cao cấp trước rồi. Cái hàng mà hàng VIP trước luôn đó. Hàng chung lại trước rồi. Bây giờ mình thử cái những cái khác. Cái đầu tiên là đẹp nhất hả chị ha? Chị thấy nó, cái này nó cũng đẹp. Nó không chơi cái điểm quen được. Nhưng mà xem thì nó lại không xem bằng cái kia. Theo ý của chị, cảm thấy chị thì sao? Lỡ gì vậy? Không biết. Không biết nãy gì. Nãy nhìn thấy cái kia, nhìn lấy cái này không sao mà khó nhìn quá. Vậy là chọn cái đầu tiên chị ha. Đúng rồi, cái đầu tiên rất đẹp. Cái đầu chuyên đầu. Nên mình chọn cái, chắc mình chọn cái đầu tiên nha. Nhưng mình phải chọn thêm một cái nữa. Đúng rồi, giờ đúng rồi. Rồi. Này, được chưa? Ok. Rồi, cho cô chú anh chị các bạn chấm điểm nha, con cũng không biết luôn. Để xuống lựa. Cái đầu tiên được không chị? Cái đầu tiên là... ở dưới chưa có tụt mà đã nặng hả? Dán thì có cái tụt vô nặng thêm chút nữa. Ừ. Ông muốn có cái này cái eo lên nhỏ. Sao vậy chưa được nữa hả? Không lẽ mình mặc một cái. Chơi game coi. Có không, cái quyết định của chỗ đó chị có phải chỉnh cho em được. Cái đó dễ lo. Dễ lắm, rất dễ. Mà hay ngứa. Nhưng mà quan trọng là em có thoải mái không á. Bị ngứa rồi kìa. Hơi ngứa, cái tay này hơi ngứa. Cái tọ vô. Nhưng mà chị cũng thích cái mẫu kia là thứ hai sau cái áo kia nhất. Là cái... các cái tay nó hơi chặt thôi. Cái chỗ tay cho mình có nới được hay là sao? Cái nào chị? Cái nặng em? Ờ. Cái có tay vậy? Cái công chúa hay không chúa? Cái của Việt chọn hả chị? Đúng rồi. Hỏi chị có làm được cái đó không? Không, nhưng cái đó em cũng có thể được. Nhưng mà nó sẽ hơi mệt. Ừ, nhưng mà em không mặc được. Như do nhiều được thôi thì giảm được. Tại ta tới 2 tháng giảm thêm 3kg. Giảm được bình thường. Là cái đầu tiên với cái thứ hai hả chị? Đấy, cái bẹt vai đúng không chị? Ờ, cái là chốt có tài là chốt hai cái đó đúng không chị? À, cái đầu tiên là đẹp nhất. Rồi xong cái bẹt vai là kế tiếp. Là hàng thứ hai. Có đặc biệt có anh. Em đi về thấy sao? Cái thứ hai là cái chỗ đó, cái bẹt vai đó. Hai cái này. Để cái dạ tao cho. Còn cái khuyết điểm thì chị làm được, chị giúp cho. Ồ, dở. Cái khác dở còn. Cái hai đấy. Cái này nè.
em tùy theo mọi người số chỗ số còn đông. Cái quan trọng là em thích cái nào, tại vì váy á là em mặc trong ngày quan trọng, em phải thích trước cái đã. Không, em cái nào cũng thích chứ. Trời ơi. Quay sao nhìn. Không mà cái này ngứa quá. Ngứa thiệt luôn á, không chịu được mà. Cặp bỏ cái này luôn. Rồi gớt cái gì ra thì chị ơi. Gớt kim cương. Lượm hộp kim cương cá. Thấy ly cả ơi. Không biết luôn. Chị mình. Ôi đẹp gì? Đẹp. Đã hai đứa đứng gặp rồi. Kéo ra đây. Đứng ra đây nghĩ bụng tao vậy. Đứng gần luôn ở. Nắm tay vô. Cắm rồi. Ừ đúng rồi đó. Đúng vậy. Rồi. Ừ. Hay dạ, đẹp đôi. Chị không ái không lên, chị không ái không, đứng hết giờ được. Nhưng mà nữa về chọn cái quần dài hơn chút xíu nha. Phủ xuống dưới xíu. Nó phủ dày xíu. Tại vì mình còn mang dài. Hai đứa tự nhìn kiến ngắm thử rồi. Đỡ cái bỏ cái nó thử cho nó bộ nha. Vừa đợi lên vậy, đợi lên. Cái này nữa chắc không hợp với Thu lắm đâu. Phải là làm cái khác đó. Làm cái khác sẽ hợp hơn. Đỡ thôi. Nhưng mà em sẽ búi tóc. Búi á chị. Đẹp ha. Đẹp. Này nó thoải mái hơn á chị. Dán lắm á cả. Cái dài này nó thoải mái. Thấy cái mặt lông dán lắm. Nó không bị ôm quá. Được hả chị, cặp cái này nó vừa. Chị chốt bên này hả chị ạ? Dạ. Dạ, cặp này đi chị. Chị sẽ chạy. Dạ, sau khi mà mấy chị em tụi con với lại con và chồng con đi thử đồ xong rồi tụi chú thì có ghé tiệm buffet để mà ăn uống một chút xíu. Cái này mấy chị em kêu rất là nhiều món luôn nha. Cái này là buffet cho nên là người ta đem ra nhiều món với cô chú mà mình ăn hết thì người ta sẽ mang ra tiệm á. Bên kia thì ba con với lại anh nhỏ con nhà với lại chị em thì nói chung gì kem à, phải này phô mai. Phô mai. Wow, ngon nha. Ủa này gắp cái gì đó? Cái bún khói. Quá trời đồ ăn. Đồ gắp á. Cái này em được chưa? Cái này hả? Cái này chắc được á. Rai phô năm của bên chị. Đó. Ăn. Chị ba có lần nước chưa? Chưa. 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 Rồi rồi xíu. Ok. Mở này thôi. Ủa này có mẹ gì vậy? Khi mà đi rửa đồ xong thì mấy chị em tụi con sẽ được đi ăn nha cô chú ơi. Mua mà ăn cái này là hết sảy. Mình nướng cái gì trước đi ha. Chú Hai ơi, mình nướng gì ăn trước chú Hai? Anh Nhật có ăn gì trước nè? Dạ, mời sang gian hàng trước em. Hôm nay chúng ta sẽ có bạch tuộc nướng sa tế. Đây. Teo teo. Bạch tuộc nướng quá nha, nhớ mùa biển. Ủa anh ơi, mình có đũa không? Dạ đổ trong cái hộp đó chị. Kéo cái hộp ra. Trời ơi.
tôm siêu to siêu khổng lồ. Tôm mà là nó bơi từ dưới nhà mình lên đây nè chị. Dạ, em có biết là kế bên nó là một miếng thịt siêu nhỏ, siêu baby không? Thấy vậy á, nhỏ nhỏ mà có vỏ nha. Anh Nhật nãy giờ ăn trong đây, anh Nhật thấy cái nào ngon Nhật? Cái nào cũng ngon hết trơn, giờ này đói rồi nên là ăn cái nào cũng thấy nó ngon hết trơn. Cũ nắm nữa kìa.